Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hàng Sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay tiếp tục lên sóng với anh em một con Venfa ha. Con này 208 anh em ha. Con này 208, chất xe thì nói chung là zin mộc rất là đẹp. Anh em chị em mình mà đang có nhu cầu mình muốn mua thì có thể liên hệ đến Hoàng Sáng qua cái đầu số là 0983533445 nha. Bây giờ em đi một vòng sơ lược cho anh em tham khảo thử rồi em sẽ đi chi tiết con xe này nhé. Con này giá mềm anh em ơi, con này giá mềm. Nói chung là giá cả thì còn thương lượng, anh em thiện chí thì anh em gọi thôi. Con này biển 4 số luôn, đó, tầm 12.500. Chất xe thì nói chung là rất là đẹp anh em ạ, mộc đẹp lắm. Anh em nào đang có nhu cầu muốn mua quay Alpha này thì coi kỹ video giúp em nhé. Con video này nói chung con xe này chất lượng lắm anh em ạ, mộc đẹp lắm. 208 anh em nhé, 208. Zin mộc anh em nhé, nói chung rất đẹp. Bàn thờ này, chóa đèn này, rồi đến áo này. Anh chị em tham khảo thử nha, mộc và đẹp lắm. Hai bên bịch nha, nói chung là có chạy xước nhẹ anh em ha, có chạy xước nhẹ. Anh em tham khảo thử ha. Con này thì chất xe rất là đẹp, ngoại hình rất là đẹp. Rồi, cái dàn phục trước này, dàn phục trước này thì có giảm nhẹ rồi anh em ơi. Phục này có giảm nhẹ nhưng mà rất đẹp anh em ạ, rất đẹp nha. Nói chung là có giảm nhưng mà rất đẹp. Thì anh chị em mình nhìn ha, rất là chuẩn chỉ luôn, mã đồng nguyên luôn ha. Giảm ít phục này thôi à. Rồi, căm còn nguyên này anh em này, căm còn nguyên nhé. Căm này còn nguyên luôn. Bỏ lốp dày anh em ơi. Nói chung là xe mua về sử dụng luôn nhé, không phải thay thế sửa chữa gì đâu. Anh em tham khảo thử này, bộ lốp rất là dày. Cầm đồng điện oxy nhé, cầm này cầm zin điện zin luôn. Mã đồng anh em này, đấy. Nói chung là cái dàn trước này thì cái dàn chân này có giảm cái hai cái cuộc này anh em nhé. Đấy, dàn trước này giảm hai cái cuộc, anh em tham khảo thử. Rất là đẹp. Giảm sơ nhẹ thôi, tại vì anh em biết là cái dòng Honda thì trước sau gì mấy cái này cũng rất là dễ nổ sơn anh em. Con này cũng một thời gian rồi, 208 đến giờ rồi thì nói chung là cũng không tránh khỏi với cái hiện tượng đó anh em ha. Bánh nhẹ lại cái là rất là đẹp mà. Đèn bọc quá trời đẹp luôn ha. Con này thì nhìn cái dàn áo nó mộc anh em, dàn áo nó mộc rất là chuẩn luôn. Thì anh em tham khảo thử nha. Rồi 12.500 thì nói chung là máy móc zin anh em nhé, trên dàn áo đẹp. Anh em coi nè, ốc bán nè, rất là sắc cạnh nha. Này cục máy nhìn rất là sạch và đẹp luôn. Đồ bán em nghe thử ha. Máy zin anh em nhé. Nói chung là cửa hàng xe máy Hàng Sáng thì sang tên rút gốc được hết anh em nhé. Anh em không có phải lo lắng về vấn đề là rút gốc sang tên khó gì hết à. Tại vì bên em làm là lúc nào cũng có sang tên rút gốc được, trả góp ship xe đầy đủ hết nên anh em yên tâm. Quan trọng là anh em cứ thích mẫu nào thôi. Còn cái chuyện mà giấy tờ hay là nó thì bên em lo hết anh em nhé. Và khi mà em báo giá ví dụ như giá 12.500 này á là chưa bao gồm rút hồ sơ anh em nhé. Rút hồ sơ thì nói chung cái giá dao động khoảng tầm 1.5 triệu ha. Thì bây giờ hiện tại thì bây giờ nói chung là luật mới ra thì bên em vẫn bình thường, rút gốc bình thường hết nha anh em nhé, không vấn đề gì hết. Nên mà còn cái giá cả thì nói chung anh em thiện chí anh em gọi thì bên em mới tư vấn rồi được cho anh em được nha. Còn cái giá tầm em báo, khi nào em báo con nào mà bao hồ sơ thì sẽ báo luôn trong video. Còn con nào mà em báo giá không thì mặc định là chưa bao gồm hồ sơ anh em nhé, chưa bao gồm hồ sơ. Nói chung là ship xe đầy đủ hết nè, anh em coi cái lốc chọn luôn nhé, rất là đẹp sạch luôn. Đẹp lắm anh em, con này nói chung là rất là mộc, chuẩn đẹp luôn. Thì anh em thiện chí thì liên hệ nhé. Nói chung là dòng máy 100 này thì nó tiết kiệm xăng anh em, nó tiết kiệm nhiên liệu. Con này thì cũng đi ổ khóa chống bẻ rồi anh em nhé, trang bị ổ khóa chống bẻ hết rồi. Đấy, tiết kiệm nhiên liệu, nói chung là máy nó 100 đủ dùng anh em ạ, êm ái nhẹ nhàng. Anh em tham khảo thử ha, mặt đồng hồ này, chung là cũng còn rất là đẹp.
tất cả các chi tiết nhé mọi người. Nói chung là anh em tham khảo thấy ok được hợp lý thì liên hệ. Nói chung là cái giá của nó là 12 năm, 12 năm thì nói chung bên em còn thương lượng nữa anh em ạ, còn thương lượng nhá, còn thương lượng giá cả thì còn thương lượng hết. Chung là cũng đẹp lắm, con này thì nhìn nhận là cũng còn ok ha. Con này tem giống tem mới rồi anh em ơi, mà cái áo nào cũng nguyên này, áo nào còn nguyên hết này. Tem này thì nói chung là giống tem mới rồi nhưng mà còn rất đẹp. Đấy anh em tham khảo thử chất xe rồi chất máy. Đấy, anh em tham coi thử nhá. Thiện chí anh em nào thiện chí đang mua với dòng quay 100 này để đi lại bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu thì có thể liên hệ hồi sáng ha. Đấy con này 0983 53 345. Nói chung là cái địa chỉ và số điện thoại luôn luôn em để dưới phần mô tả video anh em nhé. Anh em nào mà đang cần địa chỉ cửa hàng đôi khi em không báo trong video được thì anh em cứ phần vô phần mô tả đó, anh em coi cái phần mô tả là có địa chỉ và số điện thoại của cửa hàng luôn. Bên em thì thường thường hay để một số thôi nhé, 0983 53 345. Anh em mua thì liên hệ kết bạn Zalo, nói chung là gọi video xem xe lúc đó mới chuyển tiền nhé. Chứ không nhiều khi anh em có nhiều người hay cắt ghép video của em lấy video rồi anh em mất tiền oan rồi xong nó quay lại cửa hàng hỏi thì lúc đó bên em không giải quyết được đâu nhé. Tại vì anh em liên hệ với ai chuyển tiền cho ai thì gặp người đó nha. Đấy, còn bên em thì anh em cứ gọi Zalo xác nhận đúng chuyển cửa hàng Hoàng Sáng không 9/6A khu phố 1 Tam Hòa Biên Hòa Đồng Nai đó, đúng con xe đó đúng không? Đấy thì anh em hắn chuyển tiền 4 số anh em ha, 12 năm, giá còn thương lượng. Con này thì vỏ lốp trước sau gì dày lắm anh em. Này, mua về là sử dụng luôn, chạy vài mùa mưa nữa là anh em nhé. Nhìn cái chất xe của nó thì anh em đánh giá giúp em nha. Nói chung là bây giờ xe cũ bán theo hiện trạng thì nói chung là nó như thế nào thì em quay chi tiết lên. Anh em mình cùng thẩm, nếu mà thấy hợp lý được thì có thể liên hệ. Phuộc này, nói chung là cũng có giảm nhẹ rồi nè, cái phuộc cái vòng này cũng có giảm nhẹ rồi nè, lướt lại rồi nè đó, nhưng mà nó cũng còn rất là ổn ha, rất là ổn. Những cái đùng này sạch không, rất là đẹp nhé. Bô bọc thì nguyên hết anh em ạ, bô bọc thì không cấn móp, không rụng lỗ ha. Con này thì có vỉ 208 có vỉ. Biển số này còn rất là đẹp anh em đó. Thì nói chung là sang tên rút gốc được nha anh em, sang tên rút gốc được. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ thôi. Em quay tổng thể chi tiết, em quay kỹ, rất là kỹ, video em quay rất là kỹ. Thì anh chị em mà có nhu cầu mà mua xe là coi kỹ video là cũng có thể tổng thể được cái xe rồi. Anh em chỉ cần gọi điện là coi là thương lượng là giá cả hay như thế nào nữa là ok nhá. Bên em thì ship xe đầy đủ luôn. Này, anh em coi tay dắt nhá. Tay dắt rất là đẹp ha. Này, tay dắt rất là đẹp luôn. Tay dắt cầm nắm nhiều ha. Đó, nhưng mà đấy, dắt ra dắt vô là cũng cầm the này nhưng mà còn rất là chuẩn này. Anh em tham khảo thôi. Áo zin hết nha, áo là áo em thấy áo zin hết á, còn cái tem này thì lên nó mới mới thôi. Tem này thì mới này, còn áo là zin hết, đẹp. Rồi cái đuôi sau này, cái đuôi sau là có dặm này, đây cái đuôi sau là có dặm này, đó, hồi này trước này, con cặp tem này có dặm nha. Thì nói chung là cái phần nào có dặm, tút gì đó thì có gì em báo luôn, cho anh em tham khảo thử. 208 lốc này. Đấy. Lốc còn đẹp lắm anh em. Con này nói chung là cũng nét lắm. Căm đùng niềng thì Gucci hết nha mọi người. Căm đùng niềng Gucci hết, căm zin thì zin. Đấy. Anh em tham khảo nha. Cố gắng quay kỹ chi tiết ha. Anh em tập thử. Cục máy rất là sạch nha anh em. Cục máy rất là sạch luôn. 12 năm ha, giá còn thương lượng. Thì cái dòng van pha này nói chung là nó tiết kiệm anh em, nó tiết kiệm với lại cái mẫu này nó bền dáng anh em. Thực sự mà nói thì nó rất là bền dáng. Đấy anh em thấy không? Rất là bền dáng luôn, rất là đẹp nhé. Đấy, con này 12.500.000, anh em đang chạy shipper đấy hoặc là đang chạy giao hàng á, lấy con này nhá. Nó tiết kiệm nhiên liệu anh em ạ, dáng xe cũng đẹp đấy, cứng cáp. Anh em mua xe mới thì rẻ hơn mua xe mới rất là nhiều. Xe mới cũng phải mười mấy hai chục rồi. Khu vực Biên Hòa em nha. Rồi còn những khu vực khác thì giá cả thì em không nắm được thì em không biết. Nhưng mà nếu mà khu vực Biên Hòa em thì cũng tầm 20 anh em ha. Nếu mà xe mới thì có giấy tờ ra chẳng phải tầm 20 hoặc hơn xíu đó. Anh em mua con này thì tiết kiệm rất là nhiều ha.
chạy thì nhanh lấy lại vốn nữa anh em. Máy thì em cực kỳ nhé, làm tì nhé, máy móc gì. Bình xăng thì hơi xấu anh em, bình xăng trong này hơi xấu, còn phần ngoài thì chuẩn luôn, đẹp luôn. Để yên thì còn nguyên hết, chỉ có da yên thì bọc lại, con này bọc lại da yên. Rồi, 12 năm, còn thương lượng thì tiện chí anh em gọi ha, trả góp ship xe đầy đủ, xe sang tên cũng giao được ha. Thì nói chung anh em nào có nhu cầu thì liên hệ Hoàng Sáng 0983533445, làm việc trực tiếp nha. Đấy, tổng thể đẹp, máy móc zin, quần áo chân đẹp.